Thật là cái con sờ Mufasa, ta sẽ không ngồi ở đây cả tuần như vậy. Không có gì vui cả em. Này, cắm mồm đi. Chúng mày muốn đánh nhau hả? Nó bắt đầu trước. Nhìn thử xem mấy cả kia chúng ta đã bị nũng tay ngay trước mặt bữa ăn này. Tao ghét bị nẫn tay trên. Mày biết đấy, nếu như không có những con sư tử đó, chúng ta sẽ không phải lén lút như vậy. Tao ghét sư tử. Thật quên quan và vô giáo dục. Và có phải nó cả hai xấu xí? Thật vậy, những con sư tử như chúng ta hầu như không phải ai cũng xấu cả. Oscar, đó là anh à. Chúng tôi đang lo cái đó quan trọng tới giếng đó. Mày biết đấy, ta thấy bây giờ đó là sức mạnh. Cho ta nghe gì đó đi. Ta đã nghe một cái tên như vậy và tao sợ rung lên. Mufasa, ôi làm lại nào. Mufasa, ôi Mufasa, Mufasa. Ôi, nó ngứa ràng lên. Ta đang ở một cạnh lũng gung. Bây giờ Scar, ý tôi là anh là một trong số chúng tôi. Anh là bạn của chúng tôi, thật vui. Ôi, tôi thích thế. Hắn ta không phải là vua nhưng hắn ta thật thích hợp. Anh có ăn mọi thứ không Scar, người bạn già? Có không? Ta không nghĩ là mày đáng khen thưởng vì chuyện đó. Tao có một món quà cho tụi bay. Ôi, anh biết đấy, không chính xác như vậy đâu. Chúng không ở một bình Scar. Chúng ta sẽ làm gì? Giết Mufasa. Tôi biết rằng sức mạnh của bạn rất hữu dụng. Chúng thật là mỏng manh ở bên trong, nhưng nó to như là... Chú ý tới những từ ngữ của tôi thì rất có giá trị. Nó xóa sạch tình cảm sáng rộng. Ánh sáng sẽ không chiếu tới bậc thang, nhưng chúng ta nói tới sự cái gì của vua. Mày chưa từng làm điều gì bất ngờ à? Hãy chuẩn bị thay đổi cuộc sống đi. Chuẩn bị nhận vị vua mới. Sáng chói và khẽ bước đi. Và chúng ta sẽ làm gì? Nghe thấy... Tôi biết đó là âm thanh của sự tham lam. Nhưng anh sẽ được đền ơn. Và cuối cùng khi nào ta hưởng được. Và thật là tuyệt vời. Hãy chuẩn bị đi. Dân, chuẩn bị. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái gì? Cho cái chết của nhà vua. Tại sao? Hắn ta bị bệnh à? Không, chúng ta sẽ giết hắn và Simba nữa. Ý tưởng tuyệt vời. Ai cần vua chứ? Không có vua, không có vua. Lũ ngu, sẽ có nhà vua. Nhưng anh ta đã nói, ta sẽ là vua. Trung thành với ta và các người sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Dân, đúng rồi, nhà vua muốn năm, tất cả nhà vua muốn năm. Vua, vua, vua thật là tuyệt vời. Như một nhà vua được quý mến. Dĩ nhiên, các người hãy đợi đi. Ta chắc rằng việc sẽ hoàn thành. Tương lai sẽ có giải thưởng nhỏ. Và ta sẽ là người nhận. Các người sẽ không uống với ta. Nào hãy chuẩn bị thiết thức cho kỷ nguyên mới. Chuẩn bị cho ăn mưa tối tăm. Chuẩn bị kỹ. Nắm lấy cơ hội. Phủ nhận hiện trạng này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ta sẽ là vua. Kính trọng. Và là người tuyệt vời nhất là ta. Dần hàm răng và tham vọng của ta rất lớn. Hãy chuẩn bị. Dần răng và tham vọng của chúng ta rất lớn. Hãy chuẩn bị.